Hello, chào cô anh chị em ha. Này quay cho bác chị em tham khảo động cơ Mitsubishi. Con này 4D56 quá nha. Này siêu phẩm luôn. Quá đẹp. Xuất sắc con nha. Đấy. Con này đẹp khủng khiếp luôn quá nha mọi người. Mới tinh. Thường nó về mấy cái mặt nhựa này nó hay bị bể quá nha, mà con này còn thinh luôn, quá đẹp. Con này giống như là 90% quá nha. 4D56 anh em ha, 65 PS. Con này tua nó khá cao, trên 4000 quá nha. Sao nó có bô lì, có đợt có đợt không ấy. Thôi để máy thôi. Để máy cho bác cho tham khảo ha. Quá êm, quá nhẹ mày. Rồi, các anh chị em nào có nhu cầu sử dụng thì em hộ giùm em cái động cơ này ha. Mitsubishi 4D56 ha. Tình trạng máy là xuất sắc luôn. Đấy, đẹp cực kỳ đẹp luôn. Cam kết nguyên phiên nguyên bản của anh chị em ha. Đấy, không có sơn dặm chế cháo gì hết. Rồi, em cảm ơn rất nhiều. Xin chào. Hẹn gặp lại các anh chị em video tiếp theo.